cái điều đầu tiên mà anh sẽ training tất cả các bạn đó là về thương hiệu cá nhân. Tại vì mỗi bạn phải biết cho mình những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu. Những cái điểm mạnh là mình phải đưa các bạn để những cái yếu tố đó để khai thác, để nó trở thành nó mạnh hơn. Còn những cái điểm yếu thì mình làm sao cho các bạn hạn chế những cái điều đó. Đó là về thương hiệu cá nhân. Bên cạnh đó thì ở phía sau anh có rất là nhiều anh chị hỗ trợ, như thí dụ về stylist, về makeup, về cái khả năng mà các bạn diễn xuất trước ống kính nó như thế nào. Và kể cả là những cái trang phục của những cái nhà thiết kế thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các bạn để đón chào một cái hành trình mới, để cho các bạn sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm nay sẽ chạm đỉnh vinh quang như mà Thái đã làm cho Võ Ngọc Hồng Đào năm vừa rồi như vậy. Các bạn hãy là những cái chiến binh dũng mãnh nhất để mang cái tài, cái trí tuệ và cái bản lĩnh và một cái trái tim nhân ái đến với cộng đồng, và chúng ta sẽ cùng lan tỏa cái thông điệp năm của yêu thương đến với tất cả mọi người. Và tất cả các bạn hãy cùng đồng hành và tham gia cùng chúng tôi, và để xem các bạn của sinh viên của năm trường đại học sẽ chạm đỉnh vinh quang như thế nào nhé. Và chúng ta đang rất là khát khao và chờ đợi cho cái cuộc thi này.